hộp xoàn nào mà cho ra hình ra dáng hết trơn á. Em nói em giục mặt với thiên hạ đúng không? Được rồi, anh ăn mì cả tháng với lịch trình này nè. Giờ này, em cầm đi. Bị vậy mới được chứ. Trời ơi, chồng ngoan. Ờ, thôi anh đi làm tiếp đi. Em thăm con đây. Trời ơi, con thương ngoan quá đi nha. Một nghệ sĩ tương lai đó. Còn một tiếng nữa thôi con, cố lên. Anh ơi. Cái gì cưng? Bây giờ em nghĩ lúc nào không vậy anh? Em nghĩ lúc nào không? Không biết. Cái nghệ sĩ thành danh thế giới được. Nhưng con thích học kinh tế cơ mà. Cái con lắm. Mẹ em thật, cho mẹ cãi mẹ không? Thôi luôn. Trời ơi. Mẹ em nói. Ác ghê. Ờ. Con bán nhà cho con ta. Bỏ nhà cho con ta. Bây giờ mình nghĩ không biết. Tiếp tiền. Chào thì các ông ơi. Cũng uống rượu của mình. Ai gọi đây ta? Ờ, anh nghe chú. Không có dở nha.